con cứ dẫn theo một người nữa cho cả nhà mình gặp mặt. Ai vậy? Bảo à, đây là bạn gái của con. Chào bà tổng giám đốc. Em ngồi đi. Còn hãy giải thích đi Gia Bảo, tại sao cô gái này có mặt ở đây? Khi nãy con đã giới thiệu với má rồi, cô ấy là bạn gái của con. Chuyện này em đừng có mang ra giỡn nữa đi Bảo. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc. Kể từ hôm nay, tụi em chính thức hẹn hò với nhau. Chính vì vậy, nhân dịp bữa cơm gia đình, em muốn mời cô ấy đi cùng để cho mọi người gặp mặt. Cô nghĩ cô dùng đến cái cách hèn hạ này để mong là tôi có thể có cái nhìn khác về cô sao? Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên ra khỏi đây đi, nếu như không muốn chịu thêm sự nhục nhã nào nữa. Thưa bà tổng giám đốc, cô không còn là nhân viên của công ty Thành Phát nữa. Xin bà đừng ra lệnh cho con như vậy. Cô nói cái gì? Bảo à, em nghe lời chị, đưa Lan Anh ra ngoài trước đi. Tại sao? Đây là buổi họp mặt gia đình mà. Bây giờ gọi thức ăn đi, em đói bụng lắm rồi. Bảo, lâu lâu gia đình mới có dịp ngồi họp mặt với nhau, tại sao em lại làm cho không khí căng thẳng như vậy? Gia đình mình lúc nào mà không như vậy? Không khí như thế này mới là không khí quen thuộc mà chị em chúng ta đã lớn lên. Đủ rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ồ, không biết phải chỗ này không ta? Wow, vậy là đúng rồi. Thằng nhóc này định bao mình ăn tối nay ở đây thiệt hả ta? Nhà hàng gì mà lớn dữ vậy trời. Dạ chào anh. Chào chị. Mời anh vô trong. Dạ. Dạ. Thùy Kha, con gọi phục vụ mang thức ăn lên đi. Ăn xong rồi mọi chuyện tính sao? Dạ. Khoan đã. Má chờ con một chút, vì còn một người nữa. Dạ thưa bà, có người tới ạ. Ê Quân, tôi tới rồi nè. Má đã gặp cậu ta rồi, nên con cũng không cần phải giới thiệu nữa. Hai chị cũng chào hỏi cậu ta đi. Đó là cậu em thất lạc của hai chị đó, Phạm Hữu Nguyện. Sao? Hữu Nguyện? Gia Bảo, con đang bày trò gì vậy? Má đã nói đây là họp mặt gia đình. Dù sao ba cũng đã gặp mặt cậu ta rồi, nên không có gì phải giấu được. Mau qua đây ngồi đi Hữu Nguyện. Hôm nay cả gia đình chúng ta phải ăn uống một bữa vui vẻ, vậy mới gọi là họp mặt chứ. À mà quên, em cũng nên chào hỏi anh trai của anh một tiếng đi. Em sao vậy? Lan Anh,
Anh ta là anh trai của anh đó. Đủ rồi, má không thể chịu đựng thêm được nữa. Tại sao con có thể quá đáng như vậy? Tại sao có thể làm không khí gia đình trở nên tồi tệ như vậy? Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì về nhà giải thích rõ cho má hiểu. Đồ rác rưởi. Có gì nói sao nha. Sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?